tắt cái này. Sau LPG cô sẽ cứ để tí từ 3 năm nay cô sẽ thấy những điều tụi em làm, chỉ có điều đó duy nhất là cô hiểu tụi em làm gì và có điều có nên đáng làm cô lo ngại hay không. Và 8 năm rồi em luôn luôn nhớ câu đó với cô, tuy là cô không có theo dõi em để bắt em giữ lời hứa gì hết, nhưng đó là lời em nói với cô, là từ đó là lời hứa riêng cá nhân em giữ tự với em. Có rất nhiều người dẫn em bỏ đi, có rất nhiều người đã ngồi đây biết hết đã có bạn người dẫn em bỏ đi, tại vì họ không cho em nói được diễn đàn, nhưng mà em chấp nhận thôi, em chấp nhận thôi. Em đã hứa, em đã nói hồi trước cũng có một người bên các con tên Khương, lúc đó vẫn còn đang với người lập hội này kia bên này vẫn khác nhau. Em cứ nói với Khương, em nói không bao giờ mà tôi để cho họ có dính cái vấn đề chính trị. Ngày nào họ có mà lấp ló những người chính trị là tôi bước ra khỏi vòng tay em, tức mặc dù lúc đó em là người lập ra. Cũng như anh Sơn, cảm giác cũng như anh Sơn vậy, em chắc chắn cũng như tất cả mọi người ở đây, khi mọi người hỏi Trung Thu là gì, tại sao có trường Trung Thu, em bỏ, em chắc chắn ai cũng vậy, bỏ công giảng nghĩa với họ. Xong rồi có những người, tại sao Trung Thu lại là hai nhóm? Em nói thật, em cũng cảm giác y như anh Sơn, mắc cỡ lắm. Em hiểu, cái đó không phải là hai nhóm, mà có lẽ là chúng tôi vẫn là Trung Thu thôi. Có lẽ là tiện cho người nào hoặc là bạn bè của người nào đông bên đó, mà tiện cho các bây giờ đối với lại người ta trở về gặp nhau một lúc thì hơi khó khăn. Đối với em đến và em gặp anh Sơn và các bạn bên US. Em cũng gặp các bạn không biết rõ lắm nữa, nhưng mà em cũng xin bổ túc lời anh Sơn, có lẽ chúng em muốn lập thành cái hội không ngoài mục đích dùng cái đó là một cái dụng cụ để chúng ta liên lạc với nhau. Anh Sơn và các bạn rước lập thành hội ái hữu của sự Trung Thu, em cho là không là một lý do gì hết ngoài cái lý do dùng cái chữ hội là một cái dụng cụ cho chúng ta, cho chúng em dùng cái chỗ đó để mà gặp nhau, chứ không có ngoài mục đích gì hết. Ngoài những cái mục đích đó thì không có cái gì hết. Và anh Sơn và mà bây giờ đó em đòi lập một cái hội ái hữu của trường Trung Thu là trường Cánh Tác, cái đó là họ biết quá rồi. Mà những người nào mà cái hội, nếu mà cô nhìn nhận cái hội của các em tại sao nó chia rẽ, cô nói cho rõ. Phải, nếu mà cô nhìn nhận cái hội của các em, cô không có nói là các em làm sai. Hội nào cũng có cái ý nghĩa của nó hết trơn á trời. Hội Scout nó cũng có cái ý nghĩa của nó, hội nào cũng có cái ý nghĩa tốt hết. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh của tụi con, cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, nó là trường con em cảnh sát, mà một số các em bạn của tụi em đó hiện thời bây giờ còn ở bên Việt Nam. Có ý kiến này, các em phải ghi nhận cái tấm lòng của cô Hiền. Vâng, vâng, em hiểu. Là vì các em, vì lo lắng cho các em còn ở Việt Nam. Chứ thiệt ra hội hè ở bên mình này thì không có ý nghĩa, nhưng mà bên kia có một chút xíu rồi nó cũng gây sự với mình. Mà thứ nhất là mình là công an cảnh sát nữa, không có làm ăn. Thành ra các em bây giờ ghi nhận từ cái ý kiến là cái tâm của cô là chỉ muốn. Vâng, thì bây giờ nhân cơ hội này nè, hôm nay mà tụi tôi thấy bà đi như vậy là tụi tôi mừng lắm. Tôi đi là cũng nhờ có mấy anh tôi chị. Tôi mong muốn các em
kể từ cái giây phút này coi như là chúng ta là một khối. Mà có lẽ mà một khối từ lâu rồi chứ không phải đấy, nhưng mà chỉ là có sự không hiểu nhau thôi. Thì thôi bây giờ dứt bỏ đi. Ngày mai các em đến với chúng tôi. Bây giờ theo cô hiệu trưởng nói đó, thì cô nói bây giờ là cái tuổi tụi tôi là cái tuổi bonus rồi. Được ngày nào hay ngày đó thì tôi cũng muốn cho các em đến để cùng nói cái vô không. Nghĩ như vậy đó cho nên là cô mới giữ cái lập trường là cô không muốn lập hội. Rồi từ đó rồi mới có cái chuyện gây chia rẽ rồi. Khi nọ cái đó cô rất là đau lòng nhưng mà cô không làm cách nào hết. Đáng lý. Mà cô đã cắt nghĩa, cô đã nói hơn 1000 lần chứ không phải 100 lần nữa. Em nào cô cũng nói cái ý nghĩa đó của cô, tại sao cô không chịu nhìn được cái hội. Mà bây giờ muốn cho các em họp lại từ xưa tới bây giờ, trong lòng cô là không có chia rẽ gì hết. Thì chỉ trừ không còn cái hội nữa để cho tụi bên đó sống cho yên ổn. Cái tâm nguyện cũng như là cái việc mà anh đã làm trong vòng 8 năm nay thì chắc là cô hiệu trưởng cũng đã hiểu rồi. Vậy thì bây giờ làm sao? Tóm lại là từ nay chúng ta không dùng chữ hội, không dùng chữ hội gì hết, chúng ta bỏ đi và chúng ta chỉ là một trung thu. Và cụ thể là ngày mai tất cả nhóm nào tụ họp hết tất cả ở nhà hàng để mà chung vui. Trước hết là mừng cô hiệu trưởng sang chơi và cô còn khỏe mạnh. Thứ hai là tất cả các giáo viên cũng như là các em được gặp nhau, được hòa thuận với nhau, được gặp nhau và được vui vẻ với nhau để mà khuyến khích nhau. Bây giờ ha, một cái điều mà cô muốn đặng cho nó rõ ràng danh chính ngôn thuận thì là danh chính ngôn thuận, thì ở trên website các em phải làm cách nào, nói cách nào để bỏ hội gì vậy, đặng chi vậy, đặng cho nó có cái danh chính ngôn thuận như anh Nghi nói ha, thì đặng chi vậy, đặng cho tụi nó bên kia nó nói bây giờ nó có hội gì đâu ha. Thành ra như vậy là không có sợ gì nữa, cho nó bỏ cái hội đi. Thế là cái hội này đã dẹp rồi. Tôi có ý kiến là cô nói vậy rất là đúng. Nhưng mà bây giờ cô nói là website của anh Trung Thu bỏ đi. Thì bây giờ mình có một cái website đồng chính thức để cho một cái Trung Thu duy nhất thôi. Bỏ cái Trung Thu. Nhưng mà cái website đó là website nào? Cô trung sẽ thu cô thôi, cô sẽ website nói cái website bỏ nha. Đúng rồi, không bỏ chỉ để bỏ cái chữ bỏ. Chữ thôi. Nhưng mà vẫn còn hai website trungthu.com. Nhưng mà vẫn còn hai website. Đó một cái địa chỉ thôi. Dạ, đó thì nó không nói. Bây giờ cô nói là không có địa chỉ nào duy nhất. Ai muốn liên lạc thì vô đây một cái trường Trung Thu đây. Một cái website này thôi. Thì đó. Với lại có cái điểm này nữa, có thể có nhiều tới người bây giờ đó ha, thì cái đó cái này là cô cũng đã có nói với mấy chị anh chị rồi. Cho tới bây giờ thì cô hẹn với mấy em đó 2 năm cô qua một lần là tại vì mình còn sức khỏe. Nhưng mà bây giờ bộ là ở trên rồi 70-80 tuổi ở trên rồi, mà cái năm vừa rồi là 4 người mất, 4 người thầy mất, ông thấy không, thầy Thông, thầy Lan, thầy Tiên với thầy Lợi. Thành ra cô thấy bây giờ mình phải gặp nhau, còn lỡ ngày nào thì mình gặp nhau ngày nấy, nó quý dữ lắm. Cho nên cô nói bây giờ mình phải chạy nước rút. Thay vì 2 năm cô về một lần, một năm cô sẽ về một lần, mỗi năm cô sẽ về một lần. Cô thì mời ngày mai mới tuyên bố là ngày mai tất cả người họp lại hết rồi. Thì cô nè, các thầy sẽ đề nghị một người nào ra cho năm 2014. Một người đó mà không phải là em. Em bây giờ là thánh nhất là không phải em. Ngày mai nó xong nó là tân động mời tất cả tụi con tới dự họp. Con lo ví dụ trên website nên đặng cho tụi kia nó thấy cái khoản thấy nó đặt. Dạ, em cũng muốn nói một đấy. Hai vấn đề, thứ nhất vấn đề mà bỏ chi hội hay không bỏ chi hội. Vấn đề này mình đã nói 8 năm trước. Và những quyết định nó không phải là của em một cá nhân. Em chỉ là coi như là một người đứng ra lúc đó làm việc, coi như là đại diện cho cái nhóm đó, nhóm học học sinh đó, và cái đó và nghĩa là execute cái đó, coi như là thực hiện mở cái hội. Nhưng những cái tên những gì đó là qua sự đồng ý của mọi người chứ không phải riêng cá nhân em. Không biết cô còn nhớ lúc đó ban đầu lấy tên hội ái hữu, xong rồi thấy phản đối thì đổi lấy tên học của học sinh. Đại khái đã từng đổi tên và cuối cùng giữ cái tên này. Không phải riêng cá nhân em có quyền đổi tên hay không đổi tên. Thành ra em sẽ mang vấn đề này ra nói với lại các bạn trong hội học sinh, họ bằng lòng hay không. Em không có quyền mà ở đây mà em nói làm cái gì được. Tại vì thật sự là hội không phải của em. Xin cô đừng hiểu, thầy cô đừng hiểu là hội của em.
ngay cả bạn em mà nghĩ ở hội của em đó, đừng có nghĩ kiểu đó, tôi không muốn ông nghĩ kiểu đó. Bây giờ không ai chịu đứng ra để làm đấy, bây giờ ai đây sao quyết định, ai là người sẽ quyết định, ai là người, bây giờ tất cả mọi người đây là tất cả các cái tất cả không ai không ai không bây giờ có gì toàn thể cái hội đó chứ tụi em 1-2 thành viên không bao giờ được quyết định. Tại vì nếu mà lấy hội đây mà thì cái hội này cũng là ba cái hội bắt đi tức là cũng độc tài. Thôi thì bây giờ ha, thì bây giờ tụi con cứ họp đi ha, tụi con cứ họp, đó là cái ý định của cô là như vậy đó ha. Thì nếu mà tụi con có làm được thì làm, còn làm không được thì nó không phải như vậy. Ngày mai nhưng mà ngày mai là tất cả hả cô? Ngày mai là tất cả. Đón chào cô Lady Bell Ngọc Nữ. Và ngày hôm nay thì Trọng Thắng được biết theo lời của chị Ngọc Nữ nói, hôm nay là một cái đêm rất đặc biệt của trường trung học Trung Thu. Mà nếu mà chúng ta đi ngược thời gian vào khoảng chừng mấy chục năm thưa chị Ngọc Nữ? 30 mấy năm thưa quý vị. 38 năm giống như là một cái giấc mộng rất là nhanh, cho nên là từ 1957 cho tới bây giờ thì thưa quý vị, thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy nhiên là một cái điều đáng mừng là trong ngày hôm nay tại đất Mỹ, tại Hoa Kỳ ở miền Nam California, mà có một cái cuộc hội tụ hết tất cả những thầy cô giáo cũng như là các và quý vị hãy cho một tràng pháo tay cho các hiệu trưởng. Và bây giờ thì Trọng Thắng xin phép là nhường lời lại cho chị Ngọc Nữ có một vài lời đến cho tất cả các quý khách, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Trước nhất còn cảm ơn cô hiệu trưởng Minh Nguyệt đã đến tham dự buổi ngày hôm nay, và các thầy cô, thầy Sâm, các thầy cô đã đến đến lúc bây giờ thì con và các tất cả các bạn bè. Và con như thế này là nhờ một người mà đó giờ con chưa bao giờ nhắc tới, đó là thầy cô, thầy Sâm và cô. Và thầy Sâm đã xin cho con vô học ở trường Trung Thu. Con không phải là gia đình cảnh sát nhưng mà thì con rất là cảm động khi mà lúc đó con bắt đầu thi trường Gia Long và con bị rớt học đâu, thì thầy đã xin con vô học trường Trung Thu và học bán công, và sau đó một năm sau con lên được trường công. Và vì như vậy con xin hôm nay con mượn cái ngày hôm nay họp mặt hết tất cả thầy cô, con xin cảm ơn thầy và cảm ơn cô. Cảm ơn quý bạn đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Ngọc Nữ rất là vui, thì tất cả cô hiệu trưởng đã vui và các cô cũng đều vui hết. Thì bây giờ Ngọc Nữ xin nhường lời lại cho Trọng Thắng và các bạn để chia vui ngày hôm nay.